Xin chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Quang, hiện đang là giám đốc khối dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán Vinrack. Tại sao, đúng không? Cái vấn đề quản lý tài chính cá nhân và đầu tư nó lại là một kỹ năng hết sức thiết yếu để mà giúp chúng ta hướng được đến cái sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Thì ở đây quay lại cái câu chuyện là mọi người dân ở Việt Nam chúng ta gặp những cái thách thức như thế nào trong việc đạt được cái mục tiêu tài chính của mình. Thì tất cả những cái câu chuyện trước đó mình kể, đúng không, mình có thể zoom in lại và tổng hợp lại trong một cái cây cụ thể luôn. Đây là một cái cây của anh Tuấn 36 tuổi, đúng không? Anh ấy đặt ra một cái câu hỏi cho chính mình: tôi phải làm gì để cảm thấy an tâm với tình hình tài chính của mình và gia đình? Thì bây giờ để mà có thể soi sáng được một cái thách thức với một cái người cụ thể thì nó có những cái thách thức gì về mặt tài chính, đúng không? Mục tiêu của anh ấy là muốn gì ạ? Muốn có được sự an tâm. An tâm là thể hiện qua là việc là đảm bảo được cái chi tiêu cuộc sống và sống an nhàn, có bảo hiểm rủi ro, sớm có tự do tài chính để về hưu và khi lập gia đình có con thì có tiền cho con đi du học nước ngoài được. Đó là mục tiêu cũng hết sức chính đáng, đúng không ạ? Thì bây giờ soi chiếu cái thực tiễn của anh ấy ra sao, gặp những cái thách thức như nào. Thế thì về tình hình thu nhập thì anh Tuấn này chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập từ lương của mình thôi, cũng không có bất kỳ một cái nguồn thu nhập nào khác để có thể đa dạng hóa được nguồn thu của mình được. Thứ hai là tình hình chi tiêu thì cũng lại chưa cân đối được dòng tiền hàng tháng để có thể tiết kiệm đầu tư thường xuyên được, và cũng chưa có cái dự trữ lớn cho những cái nhu cầu thiết yếu khi mà xảy ra bất ổn trong cuộc sống, ví dụ như những cái trường hợp như Covid-19 xảy ra mà dẫn đến các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh doanh và có thể dẫn đến là sa thải cái nhân viên của mình. Thì anh Tuấn sẽ gặp rất bấp bênh trong trường hợp như này. Đó là về tình hình thu chi cân đối dòng tiền. Thế còn về tình hình tài sản thì phần lớn các tài sản của anh Tuấn là ở dạng là tài sản không sinh lời và cũng chưa có cái khoản đầu tư để được bố trí một cách vững chắc cho mình được. Cái đó cũng xuất phát từ cái hệ lụy là cái kiến thức đầu tư tài chính là cũng không hiểu nhiều về đầu tư, cũng không có thời gian, cũng ngại, không dám tham gia vì là cũng thiếu hiểu biết và cũng chưa có cái tài khoản đầu tư thực sự của mình như thế nào. Đó là một cái thách thức mà đối mặt với rất nhiều người trong gia đình. Thế thì trước khi để trả lời cho thêm một cái câu hỏi là sao kỹ năng quản lý tài chính và đầu tư nó lại là hết sức thiết yếu để giúp chúng ta có được sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư được, thì chúng ta hãy trả lời câu hỏi là thế nào là sức khỏe tài chính và những cái tiêu chí để mà chúng ta có thể xác định một người có sức khỏe tài chính là gì. Thì trong cái mô hình của chúng tôi thì chúng tôi thấy là có 7 cái tiêu chuẩn chính để mà xác định một người có sức khỏe tài chính hay không. Trước hết chúng ta nhìn về mặt là cái cuộc sống hiện tại của họ, cái cân đối thu chi của họ như thế nào. Thế thì một cái người mà được coi là có sức khỏe tài chính là người ta có thể kiến tạo được cái nguồn thu tương đối đa dạng hóa, ổn định được ngoài cái thu nhập của mình thì có thêm các cái nguồn thu khác, có thể là từ một công việc phụ, từ thu nhập từ đầu tư, vân vân các loại. Đấy, và trong cái cuộc sống là chi tiêu cũng lại kiểm soát được tốt để mà nó có được cái sự dôi dư ra để mà có thể tiết kiệm đầu tư được một cách bền vững được. Thì đó là cái yếu tố rất là quan trọng ở phía bên tay phải chúng ta nhìn thấy được. Và ở đây ba cái tiêu chí này: kiến tạo được thu nhập từ nguồn thu nhé, cân đối được thu chi nhé, và kỷ luật tiết kiệm đều đặn được. Rồi bên cạnh đó là phía bên tay trái là những cái thiên về kiến thức về đầu tư và cách đầu tư với lại xây dựng tài sản đầu tư như nào. Thì mỗi tiêu chí này là 10 điểm, đúng không ạ? Chúng ta phải xây dựng được cái tri thức đầu tư của mình, rồi mang cái tri thức đó vào cái việc là gì ạ? Biết nhận diện được cái điều kiện đầu tư của mình, cái thời gian mình đầu tư ra sao, cái khả năng chấp nhận rủi ro của mình như nào, để từ đó có thể thiết lập cho mình một cái danh mục đủ đa dạng hóa và phòng vệ được cái rủi ro. Chính là như những cái bối cảnh chúng ta nhìn thấy rất nhiều nhà đầu tư là chỉ phụ thuộc vào mỗi cổ phiếu thôi, và khi xảy ra cái biến động của thị trường cổ phiếu thì cái thiệt hại là vô cùng lớn. Đấy, thì thêm được những cái tiêu chí ở phía bên này thì mỗi tiêu chí sẽ được thêm 10 điểm nữa. Thì ngoài ra là cái quá trình biết cách quản lý tài sản hiện tại, biết cách đưa ra mục tiêu, rồi tăng cường tri thức đầu tư, xây dựng tài sản đầu tư vân vân các loại, thì dần dần người ta làm cái đó một thời gian nhiều, quen thuộc thì nó tạo ra một cái nếp suy nghĩ và có cái trải nghiệm và cái kinh nghiệm về đầu tư, thì từ đó nó sẽ giúp cho người ta có được một cái năng lực phán đoán và lựa chọn. Cái năng lực phán đoán này không phải là để đoán mò mà dựa trên một cái trí tuệ của sự hiểu biết thông qua cái quá trình người ta có một cái sự trải nghiệm về mặt cái kỷ luật của mình trong suốt cuộc sống như vậy. Thì tổng hợp cái đó lên sẽ là 7 cái tiêu chuẩn để có thể đo lường được một người sức khỏe tài chính như thế nào, đúng không ạ? Trên cái nền tảng mà xây dựng được một cái sức khỏe tài chính như mình vừa mới chia sẻ với các bạn qua các cái tiêu chí đánh giá đó, thì
chúng ta sẽ xây dựng cái tài sản cho mình để hướng đến an tâm đầu tư. Thế làm nào để có được cái sự an tâm đầu tư? Thì ta tạm hiểu theo kiểu là an tâm đầu tư là kiểu đầu tư mà mình ngủ ngon á, đúng không? Chứ còn nếu mà mình đầu tư cổ phiếu mà trong cái điều kiện thị trường mà nó biến động mạnh như này thì sẽ khá là bất an. Thế thì cái sự an tâm đầu tư đó đến từ việc là mình đã biết cách xây dựng được cái tài chính của mình nó có kế hoạch bền vững rồi trên các cái tiêu chí sức khỏe kia, xong bắt đầu mình sẽ xây dựng tài sản theo một cái cấu trúc như này. Chúng ta nhìn thấy hình cấu trúc từ rễ gốc rễ trước. Đầu tiên là để mà có tài sản đầu tư đạt được sinh lời cao này kia vân vân. Thì trong cái mô hình của chúng tôi xây dựng thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải xây dựng được trước hết là cái tài sản phòng vệ cho mình. Tài sản phòng vệ này là gồm có hai cái loại chính. Một là tài sản đảm bảo thanh toán, mà từ tiếng Anh hay gọi là một cái emergency fund. Và cái này là nó tùy cái mức độ bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào cái tính toán của tùy từng người, mình sẽ chia sẻ ở phần sau. Nhưng mà trước hết nó là tài sản đảm bảo thanh toán khi mà lại xảy ra những cái sự cố không mong muốn, ví dụ như là thất nghiệp hay là đau ốm này kia vân vân. Cái thứ hai là về bảo hiểm này gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Sau khi xây dựng xong cái tài sản phòng vệ đó thì chúng ta tiếp đến ở cái thứ tự ưu tiên tiếp theo là tài sản tích sản để an tâm hưu trí. Và sau khi có hai loại tài sản phòng vệ và tài sản tích sản an tâm hưu trí thì lúc đó chúng ta có thể thoải mái trong việc xây dựng các loại tài sản đầu tư theo mục tiêu. Mục tiêu này có thể là mục tiêu để chúng ta có được sự tự do tài chính, như trường hợp của anh Mr. My Mustache, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể mục tiêu mua những cái loại tài sản lớn, ví dụ như là hướng đến mua nhà hay là mua xe, đúng không ạ? Hoặc là có thể xây dựng cái quỹ giáo dục cho con, hoặc là những cái mục tiêu khác vân vân. Thì đây là ba cái loại tài sản mà chúng ta cần phải xây dựng được. Như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn liên quan đến cái sức khỏe tài chính, cái tiêu chí nó như nào. Tóm lại nó là liên quan đến cái việc chúng ta cân đối được cái dòng tiền thu chi, chúng ta có một cái kế hoạch tài chính bền vững, thiết lập được cái kỷ luật chi tiêu, thì từ đó hướng đến cái việc là xây dựng được các cái loại tài sản đầu tư và cái tri thức đầu tư của mình tăng lên như vậy. Và để có sự an tâm đầu tư thì chúng ta cần xây dựng ba loại tài sản, trước hết là tài sản phòng vệ, tài sản tích sản an tâm hưu trí và các loại tài sản đầu tư theo mục tiêu. Rồi, như vậy mình có thể khái quát ở đây một chút là tại sao cái việc xây dựng kế hoạch tài chính nó lại quan trọng giúp chúng ta đạt được hai cái mục tiêu kia. Chúng ta hãy xem xét qua một cái định nghĩa. Thì định nghĩa ở đây là liên quan đến lập kế hoạch tài chính và đầu tư. Tôi tạm dùng cái từ tiếng Anh là planning. Thì nó là một quá trình xác lập, lên kế hoạch và thực hiện cái kế hoạch đó để đạt được các cái mục tiêu trong cuộc sống của mình thông qua việc quản lý tài chính và đầu tư phù hợp hiệu quả. Thì đây là một cái định nghĩa mà tôi cho rằng cũng khá là rõ ràng và nó giúp chúng ta xác lập được cái hành động chúng ta cần phải làm gì để mà hướng đến cái mục tiêu của mình về sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Tuy nhiên cũng có khá là nhiều cái hiểu chưa chính xác về cái việc lập kế hoạch tài chính đầu tư như nào. Thì đây là những cái chia sẻ của mình để mọi người hiểu được cái cách hiểu đúng về lập kế hoạch tài chính là như nào. Thì lập kế hoạch tài chính trước hết nó là một cái hành trình lâu dài, chứ nó không phải là chỉ là một cái thời điểm chúng ta lập kế hoạch là xong, đúng không ạ? Và chúng ta bắt đầu càng sớm thì càng dễ thực hiện. Mình đã đưa lên cái mô hình để tính toán rồi, tức là nếu mà một người mà ở cái độ tuổi chỉ mới 20 mấy tuổi thôi, mà nếu mà chúng ta sớm có một cái kế hoạch, chúng ta biết cách kiểm soát được tài chính chi tiêu, đúng không ạ? Đầu tư tích lũy đều đặn như trường hợp của Mr. Money Stars mình vừa chia sẻ, thì cái áp lực về tài chính ở giai đoạn đầu đời nó sẽ rất là ít vì chúng ta còn thời gian dài để chúng ta có thể thực hiện được, và lỡ nó có bị sai sót thì chúng ta có thể sửa kịp thời được. Và thứ hai là lập kế hoạch tài chính nó không chỉ là đầu tư không. Nhiều người hiểu là cái kiểu là wealth planning là chỉ là đầu tư chứng khoán không, thì không phải là như vậy. Mà wealth planning hay là lập kế hoạch tài chính đầu tư nó còn liên quan đến nhiều khía cạnh khác trong tài chính cá nhân. Thì nó có thể liên quan đến cái việc là chúng ta cân bằng thu chi như nào, chúng ta xây dựng các loại tài sản ra sao, chúng ta có thể lập kế hoạch hưu trí của mình như nào, kế hoạch về bảo hiểm ra sao, vân vân các thể loại. Và đầu tư nó là một việc quan trọng nhưng mà không phải là tất cả trong cái kế hoạch về tài chính. Thứ ba là wealth planning không phải chỉ là một lần duy nhất, mà sau khi lập xong bạn phải theo dõi nó, điều chỉnh thường xuyên để mà đảm bảo nó đi đúng hướng. Thứ tư là có nhiều người nghĩ rằng là phải có tiền thì lúc đó mới nghĩ đến việc lập kế hoạch tài chính, nhưng sự thật không phải như vậy đó. Nói chung là có một câu kinh điển là gì, không quan trọng là thu nhập của bạn ở mức bao nhiêu hay là tiết kiệm ở mức bao nhiêu, bạn luôn luôn được lợi ích từ việc lập kế hoạch tài chính cho mình. Và cuối cùng là kế hoạch tài chính nó không phải chỉ liên quan đến tiền, không phải chỉ có tiền không, mà lập kế hoạch tài chính và đầu tư nó là một kỹ năng sống thiết yếu của mọi người để có thể giúp chúng ta hướng đến một cuộc sống hạnh phúc được. Thế thì để tiếp tục cho cái ý
trả lời cho câu hỏi là tại sao ai cũng cần có một cái kế hoạch tài chính đầu tư như vậy. Thông qua cái việc chúng ta đã hiểu concept như nào là sức khỏe tài chính, an tâm đầu tư, kế hoạch tài chính là gì và hiểu đúng nó như nào trên các khía cạnh vừa rồi. Thế thì chúng ta hãy nhìn vào đang ta thấy. Và để trả lời cho câu hỏi tại sao ai cũng cần có một kế hoạch tài chính đầu tư cho mình thì có 6 yếu tố để trả lời cho câu hỏi này. Một là việc lập kế hoạch tài chính giúp chúng ta trước hết là nhận diện được cái thực tế của mình và làm rõ được các cái mục tiêu tài chính, cùng với đó là các cái bước đi cụ thể để làm nào chúng ta thực hiện được. Cái thứ hai là từ cái tài chính đó nó giúp chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu tài chính hiện tại thông qua cái việc là chúng ta biết cân đối thu chi hợp lý như thế nào. Thứ ba, chúng ta có một cái phương án dự phòng cho bản thân mình và gia đình của mình thông qua việc xây dựng cái tài sản đảm bảo, đó chính là các cái quỹ phòng vệ dự phòng, đúng không? Thanh toán nhanh và các loại bảo hiểm. Thứ tư là chúng ta có được cái kế hoạch cho cái sự an tâm hưu trí của mình. Thứ năm, chúng ta có được cái kế hoạch để tăng trưởng cái tài sản tối ưu phù hợp với cái khả năng chịu đựng rủi ro để đạt được cái mục tiêu của mình. Và cuối cùng là từ tất cả những cái việc đó, nó sẽ giúp chúng ta hướng đến được cái sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư, là một cái mục tiêu mà hoàn toàn khả thi khi mà chúng ta làm được những cái việc này một cách cẩn thận. Đó là mình vừa xong chia sẻ với các bạn cái chủ đề thứ hai, tức là tại sao quản lý tài chính cá nhân và đầu tư lại là kỹ năng thiết yếu để giúp chúng ta hướng được đến cái sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư.